Thưa quý vị, mới đây thì Quốc hội vừa bấm nút thông qua hai luật, đó là luật kinh doanh bất động sản và luật nhà ở sửa đổi. Hai luật này được kỳ vọng sẽ góp phần tác động tích cực đến thị trường nhà ở cũng như thị trường bất động sản. Khi có những cái quy định mà được đánh giá là đảm bảo cái sự thống nhất đồng bộ giữa các luật với nhau. Hôm nay chúng tôi có sự trao đổi với Tiến sĩ Huỳnh Phước Nghĩa, Giám đốc Trung tâm Kinh tế, Luật và Quản lý thuộc Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh để hiểu rõ hơn về vấn đề này. Chào ông, mới đây thì hai luật kinh doanh bất động sản sửa đổi và luật nhà ở sửa đổi vừa mới được Quốc hội thông qua. Thì ông thấy có những cái điểm nào đáng chú ý ở trong hai luật này? Thì chúng ta thấy thứ nhất là đối với luật nhà ở, chúng ta thấy một số cái điểm cũng khá thú vị khi mà quá trình vừa qua thì chúng ta lắng nghe phản biện về vấn đề chính sách, về thực tế, thực tiễn. Nhìn chung hai cái luật này thì thêm luật đất đai nữa là nó là một cái bộ ba quan trọng trong quá trình vận hành trên thực tế. Thì một số điểm ví dụ như là chúng ta thấy vấn đề về đầu tiên là giả dụ vụ việc nóng nhất là chung cư mini chẳng hạn. Thì bây giờ thành nhà theo quy định và anh phải theo các điều kiện quy định. Thì như vậy nó có tính chất đảm bảo. Hoặc là chúng ta thấy cái câu chuyện là vai trò trước đây, cái chuyện mà quy hoạch nhà ở cấp tỉnh nó ảnh hưởng như thế nào đến việc anh đầu tư, chủ đầu tư chọn lựa địa điểm đầu tư, rồi liên quan đến cái chuyện cá nhân đầu tư nhà ở nữa. Thì bây giờ nó đã đi đến cái việc là cá nhân đầu tư hoặc là phân lô hoặc là có lô đi chẳng hạn, thì cái chuyện đó nó sẽ tránh được trong luật mới. Hoặc là chúng ta thấy cái câu chuyện cũng khá nóng sốt thời gian qua là nhà ở xã hội chẳng hạn. Thì ngoài cái chuyện bổ sung những cái quy định thì liên quan có vấn đề là tranh luận là liệu công đoàn có làm nhà ở xã hội hay không, thì lần này cũng rõ và công đoàn đầu tư theo quan điểm của đầu tư công. Hoặc là chúng ta nhìn thấy một số điểm liên quan đến luật kinh doanh bất động sản, đặc biệt cái vấn đề thời gian qua nóng đó là môi giới, việc môi giới. Thì lại ngoài những cái tiêu chuẩn quy định về môi giới, về điều kiện môi giới, tiêu chuẩn ngôi ghế, ngành nghề môi giới, rồi các giao dịch. Lần này thì nó có những cái phương án liên quan đến cái chuyện là phải rạch ròi chủ đầu tư và khách hàng. Rồi lần này chúng ta cũng phải bàn luận là đặt vấn đề luôn, đó là vai trò của môi giới là không bắt buộc, sàn giao dịch là không bắt buộc. Rồi lần này chúng ta cũng thấy được rằng là việc mà chấn chỉnh cái dịch vụ môi giới thì chúng ta thấy các quy định mới nó làm rất là rõ hơn. Hoặc là chúng ta thấy câu chuyện về một số cái điểm mà có liên quan đến việc chủ đầu tư về vấn đề đất chẳng hạn, đất làm dự án, lần này chúng ta cũng rõ ràng luôn, vân vân. Thì tôi cho rằng là một số cái điểm tạm gọi là điểm nghẽn của thị trường đối với quá trình mà 10 năm qua hoặc là trước đây nó đã được tiếp thu, đặc biệt là ví dụ như nghị định 99 trong vấn đề nhà ở chẳng hạn của chính phủ. Nghị định 99 chúng ta thấy nó đặt vấn đề kinh doanh bất động sản liên quan đến một số cái điểm thì nó cũng được tiếp thu vào trong luật và được hoàn thiện luật, vân vân. Thì nhìn xa hơn thì khi có hai cái luật này, đương nhiên là nó vẫn còn phải cần thêm luật đất đai vì liên quan đến cái vấn đề chủ đầu tư, rồi liên quan đến vấn đề định giá đất, rồi liên quan đến những vấn đề về thu hồi đất. Tất nhiên là thu hồi đất cho những mục đích an ninh quốc phòng xã hội thì nó khác với vấn đề chúng ta đang bàn ở đây là mục đích phát triển dự án thương mại và nhà ở thương mại và dự án rồi đặc biệt là liên quan đến cái câu chuyện là luật đất đai nó cũng còn ảnh hưởng đến cái câu chuyện các cái phương thức định giá đất mà chính quyền địa phương. Ngoài ra thì hai cái luật vừa rồi tôi cho thấy rằng là chúng ta đặt thêm vai trò của chính quyền địa phương, chính quyền cấp tỉnh trong vấn đề luật và thực tế tại địa phương để tránh đi một số cái việc là giống như chúng ta hay nói là đùng đẩy qua lại, hỏi qua lại. Thì lần này có một số việc rất rõ trong cái việc vai trò của chính quyền địa phương, rồi cũng giao luôn cho chính quyền địa phương, đặc biệt là luật nhà ở chẳng hạn, giao chính quyền địa phương quyết định cái kế hoạch về phát triển nhà ở của tỉnh. Và như vậy thì chứng tỏ rằng là
cái việc đó nó sẽ nằm trong cái tay quyết định của tỉnh để mà tháo gỡ mà thực tế địa phương cho các vấn đề về phát triển trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản và bất động sản nói chung. Rồi chúng ta cũng nhìn thấy được rằng là lần này thì cái việc tầm nhìn trong phát triển đô thị, đặc biệt tôi cho rằng là cái chuyện mà hạn chế nhà ở riêng lẻ thông qua cái chuyện mà vai trò của chủ thể cá nhân đầu tư nhà ở, mà tính đến cái đô thị đặc biệt thì không nói là đô thị đặc biệt thì rất phức tạp, đô thị loại 1, 2, 3 mà tính đến loại 3 thì tôi cho rằng là chúng ta đang chữa cái bài toán cũ về phân lô bán nền và chúng ta giải quyết cái chuyện là quy hoạch tổng thể. Thì đó là những cái điểm mà nó cho thấy được cái tầm ảnh hưởng trong cái điều chỉnh của hai cái luật vừa rồi. Quay trở lại với luật nhà ở mới thì đã có những quy định thực sự là đáng chú ý, ví dụ như là tạo cái nguồn cung cho vấn đề nhà ở vừa túi tiền, những chính sách ưu đãi dành riêng cho nhà ở xã hội, rồi như bỏ những cái quy định mà bất cập về điều kiện cư trú đối với đối tượng mua nhà ở xã hội, rồi khi mà quy định cho phép người Việt Nam ở nước ngoài có thể mua rồi thuê rồi kinh doanh bất động sản ở trong nước, thì thưa ông, những quy định của luật nhà ở mới lần này liệu đã có góp phần tác động đến thị trường nhà ở cũng như là góp phần tác động đến thị trường bất động sản, đặc biệt là tạo ra một cái nguồn cung nhà ở vừa túi tiền cho người dân thu nhập thấp hay không? Tôi cho rằng đấy là một cái điểm đẹp, điểm mới, điểm sáng nữa ở trong câu chuyện này. Thứ nhất là chúng ta biết rồi, cái vụ việc nhà ở xã hội cũng đã nói, ai cũng rõ cái khó khăn, cái vấn đề của nó. Khó khăn từ chủ đầu tư, tư nhân, rồi khó khăn từ các cơ quan thực thi pháp luật. Cũng khó khăn ở đâu đơn giản. Bây giờ chọn đối tượng, anh sở xây dựng chọn thì làm sao mà được. Thứ hai nữa là đúng đối tượng, rồi rồi liên quan đến tính hấp dẫn kinh doanh, rồi liên quan đến bản chất của cái nhà ở xã hội, vì đối tượng là đối tượng đặc thù. Thì vừa rồi chúng ta giải quyết cái chuyện về cư trú là một cái bước quan trọng. Vì luật liên quan đến luật cư trú, liên quan đến vấn đề chuyển đổi gần đây của vai trò hộ khẩu rồi phong phân đó, chúng ta thấy cái việc đó là hợp lý. Thứ hai nữa là chúng ta xem xét cái chuyện mà xử lý cái sức hấp dẫn của nhà ở xã hội thông qua những cái cơ chế ưu đãi. Lần này chúng ta thấy tách ra, thậm chí đưa cái rất cụ thể là cải tạo chung cư là đưa riêng ưu đãi về thuế cho cải tạo chung cư liên quan đến sử dụng đất, thì để chi, để giải quyết cái vấn đề chung cư. Thì nói chung thực tiễn người ta phát sinh cái gì, những cái đề nghị cái gì của chuyên gia trong thời gian qua nó được đúc kết đâu đó hết. Rồi nó câu chuyện lại quay trở lại cái chuyện mà quy định liên quan đến thuế niên hạn. Thật ra cái này chúng ta tranh cãi bao nhiêu năm. Tôi nhớ là lần đầu tiên tôi có một cái cuộc nói chuyện cách đây 8-9 năm trước về hạn chung cư. Thế nhưng mà trong luật xây dựng, khi quy định công trình xây dựng thì người ta đã có quy định về niên hạn công trình xây dựng. Thứ hai nữa là bây giờ nếu mà giới hạn cái hạn sử dụng và công trình xây dựng thì nó ảnh hưởng đến cái quyền sở hữu về tài sản liên quan đến luật, thì vân vân. Thì nói chung tóm lại là chúng ta lấy cái nền tảng là niên hạn sử dụng là hợp lý nhất. Thì lúc đó cái chuyện mà niên hạn sử dụng nó hư hỏng này kia phải cải tạo, mà trong thực tiễn chứng minh là có những cái khu chung cư các nước trên thế giới thì không cần phải đập xây lại đâu, cải tạo người ta vẫn cải tạo 20 năm 30 năm sử dụng vẫn bình thường. Thì cái việc đó nó sẽ tạo ra một cái quyền lợi về chính đáng về sở hữu tài sản và tài sản của người dân liên quan đến cái căn hộ của họ. Thì lần này chúng ta đưa vào rất là tốt và tôi nghĩ đó là những cái điểm rất là rõ ràng và hay. Rồi liên quan đến cái câu chuyện mà khi mà mình thấy được cái điểm phản hồi, phản biện của chính sách từ thực tế, cuộc sống đưa vào trong luật giải quyết cái vấn đề, thì nó sẽ tạo được, đương nhiên thứ nhất là nó tạo được cái sự phù hợp của luật pháp liên quan đến vận hành một cái lĩnh vực đặc biệt như là nhà ở. Thứ hai nữa là nó tháo những cái thực tiễn của Việt Nam đi. Ví dụ tôi cho rằng là vẫn còn một vài vấn đề mình lấn cấn, ví dụ cái câu chuyện về lợi nhuận của đầu tư nhà ở xã hội. Nếu như mà nhìn nhận cái vấn đề này, rồi chúng ta vẫn còn vấn đề là liệu cái quy trình đầu tư nhà ở xã hội có nên ngắn lại không?
đơn giản hay không, thì sẽ giải được thêm cái bài ở bài bài toán về nhà ở xã hội hoặc là nhà ở mà mình gọi là giá bình dân hiện nay thì nó vẫn được gọi là nhà ở thương mại. Còn nhà ở xã hội thì chúng ta phải xử lý nó mang tính chất chính sách. Thì tôi cho rằng là trong nghị định sắp tới của hướng dẫn luật á, nếu như đặt những vấn đề này ra thêm có một cái cộng với một số cái vấn đề về cơ chế đặc thù chẳng hạn. Ví dụ như thành phố Hồ Chí Minh có nghị quyết 98, liệu thành phố có nên đưa ra những cái vấn đề giải quyết cái nhà ở xã hội cho đặc thù tại thành phố Hồ Chí Minh với một cái nơi mà giá đất đất đỏ quỹ đất rồi có người mọi thứ, thì chúng ta nên có cái cú hích cho sự hấp dẫn thêm dựa trên cái cơ chế đặc thù riêng của mình. Xin cảm ơn ông đã tham gia chương trình ngày hôm nay.